mới ra lúc về mới đau khổ. Vô anh. Mấy này mấy đạp single farm nha. This is Lake Tahoe weekend. Bây giờ mà qua bị mặt trời, thành phố đó là chậm lại. Không sao. Thành phố là chậm lại. Qua thành phố là chậm lại mấy cái thành phố giống như là tourist nhiều lắm á. Nhưng mà mình đông á, họ nhìn lâu đâu. Đi đông. Kiếm một lên luôn. I'll be the last. Không biết đâu. Không kể trước I can be the last guy. Ờ. Té hai bữa chết cũng ok, cũng hẹo này kia thôi. Cho nó té nó quen đi. Ừ, té cho sống chai bớt. Té hoài mà phải không? Té gì chưa có gì đó. Té cho sống chai bớt. Tại đẹp trai quá thì đổi quá gì vậy. Dạ. Chị have fun. Ok, have fun. Thôi Dũng start đi men. Dũng vô đi. Ok lên. Thôi go đi mẹ. Đã đợi nó tới. Kiểu mẹ mai chưa. Giờ muốn đưa từng tầm cái kia không? Đưa đây thôi. Đưa mình đi luôn đi. Sky là một dạng đó nha. Cái này chạy chơi đó. Let's go. Ok. Rolling. Ok Lai, let's do it. Rồi, xuất phát. Chào bác Bình nè. Ra đi, gấp tình đường, gấp tình đường. Dẫn ra phía ngoài đi. Ai biết đường, anh Dũng? Hả? Biết đường dẫn ra ngoài. Gấp tình vẽ cái rau mà. Hôm qua lại cái nhà. Come on guys. Phải bây giờ mình xuống cái đường gì đó cái đường gì sao mình quẹo đó. Chỗ mà lúc bắt đầu mình chở tiến với lại ấy về nè. Anh biết đường anh đi trước đi. Tôi đi đâu cũng đi. Từ đi nguyên đám cho vui. Lúc mà ra đường trái. Đường trái đó. Cái đồ ấy của em đâu rồi? Gì? Cái GPS của em đâu? Mình đâu có GPS đâu. Ở cái GPS của mình hiểu đâu. Ok, cái phone. Tao không để, theo anh Bình đi, anh Bình đi. Ok, guys. Ready? Go. John. John, go. Watch out, stop sign. John, man. Oh yeah. Yeah, my movies. If you don't know them, just stay behind them. Stay away from them.
Man, the red jersey look good. Đang quay phim lên trước luôn. Cà bác. Qua luôn. Camera on, camera on. Gần tí để quay phim.
sắp đêm ấy. Sao mê? Sắp đêm ấy. Đi ăn cơm rồi mê. Yeah. Go back, go back. Mày trái nó gần hơn.